Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang theo dõi kênh của Ngọc Ánh. Tiếp tục cập nhật về trận bão. Khi nào bão hoặc thiên tai tới tại Mỹ, thì thống đốc sẽ mang lệnh evacuation di tản và gọi quân đội tới để giúp đỡ nạn nhân, giữ gìn trật tự và giúp đỡ trong việc bảo vệ tài sản của dân. Đây là quân đội, đây là National Guard. Thì National Guard đã được ban phát trên khắp 4 tiểu bang Florida, Georgia and North Carolina. Hurricane Dorian. Hôm nay bão đã rời bỏ Bahamas, là một cái đảo ở gần Florida. Bắt đầu sáng nay là đảo đã đi tới phía bắc của Florida và bắt đầu có thể thổi vô những cái vùng biển ở Georgia, North Carolina and South Carolina. Thì bão bão số 5 đã xuống còn có số 2, nhưng mà gió cũng còn mạnh. Như vậy thì tại sao mà bão đã hạ xuống, mà tại sao thống đốc ra lệnh di tản? Thì trước khi mà mình giải nghĩa tại sao thì mình nói cho bạn nghe về cái bão. Bão ở Mỹ phát xỉu từ khi là nước biển nóng, thì nó bốc hơi lên, thì nó trên mây cao rồi nó làm con gió lốc, thì nó thành bão. Thành ra bão là sẽ có mưa nhiều. Rồi khi nó tới gần biển á, thì nó sẽ quậy gió lốc, thì nó sẽ hút nước biển lên. Thì nó có thể là nó dập nước biển vô trong những dãy nhà ở gần cạnh bãi biển, hoặc là nó sẽ làm cho nước biển dâng lên. Nó dâng lên thì là những nhà ở bãi biển, gần bãi biển, là có thể là bị ngập. Chưa là sức nước từ ngoài biển đi vào thì có thể là làm cho hư nhà và tổn thương tới sinh mạng, nó sẽ đập cho bể cửa hết đó. Nếu mà chính phủ mà nói là biểu di tản thì mình phải di tản không ngần ngừ. Còn có một chuyện nữa là khi mà nó đi qua tới nó đi qua tới chỗ nào thì nó đem nó mưa lũ nhiều lắm, thì những sông hồ nó có thể nó dâng lên tới mức nào thì không biết. Hồi cách đây vài năm mà trận bão Katrina đó, là nó nước đổ vô nhiều, tôi nó đập vỡ đê luôn. Vỡ đê là nước dâng lên tới nhà lầu 2 tầng, nó cũng ngập lên đó. Thì có những người không chạy đi kịp á, là có vấn đề, là họ phải leo lên cái mái nhà của họ rồi chờ quân đội lấy trực thăng tới. Tại vì họ không có đi. Bây giờ mình nói thì là nếu mà bởi vì thành ra khi mà bão mà tới gần á, tới gần chỗ nào á, thì chính phủ biểu là phải di tản, thì mình phải di tản. Bây giờ trước khi di tản thì mình phải làm gì? Thì các bạn, trước khi mà cái bão nó còn ở ngoài xa đó, thì chính phủ Mỹ đã nói là chuẩn bị lương thực, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị nước, chuẩn bị hết giấy tờ phải đem theo, đồ ăn cho chó mèo, phải mua cái radio mà không có điện để mà mình nghe pin, để mình tiếp tục mình nghe, mình cập nhật cái chuyện hurricane ha. Phải mua đèn flash, đèn pin, rồi phải mua nhiều pin, rồi phải mua đèn cầy, rồi phải sạc hết điện, lấy cái đồ bình điện sạc hết cái điện của sạc để cho mình chuẩn bị điện, để mình khỏi có mất điện trên cái máy điện thoại của mình. Thì đó là những cái rất là quan trọng, chủ yếu là mọi người đã chuẩn bị rồi. Mình thì mình, bởi vì bạn biết, mình mua thịt bò khô, tại vì thịt bò khô á thì ăn gì cũng được, ăn với bánh mì cũng được, ăn với nuôi cũng được, ăn với cơm cũng được, mà nó khỏi phải trữ đông lạnh, mà khỏi có phải bị khỏi có phải nấu nướng gì hết. Thì là beef jerky đó, thì mỗi lần tới mùa hurricane đó, thì mua một đống beef jerky, rồi nếu mà qua tới hết mùa hurricane thì lấy đó là mà nhậu bia. Cũng ngon lắm ha. Cái là thịt bò khô của Mỹ, nó không có nhiều gia vị bằng thịt bò khô của mình, nhưng mà nó cũng ngon lắm các bạn. Thì là mình đã chuẩn bị hết rồi, nhưng mà mình phải chuẩn bị lúc mình di tản nữa, tức là mình phải đổ xăng cho đầy xe mình, rồi mình cũng mua thêm một cái bình đổ xăng đó, mình mua thêm một hai cái bình
Thì là người ta nói là cẩn thận ha, cái bình xăng đó là có khi nó có để trong nhà, nó có khi mà nó bị làm cháy nhà đó, thành ra cái bình xăng thường thường người ta để trong cái chỗ nào mà đừng có cháy, đừng có kỹ lưỡng đó, để mà không có dục hút thuốc lá dục này kia thì cũng để hoặc không cứ để nó luôn để nó gần gần trong chỗ nào để mà di tản thì mình lấy thùng xăng đi theo, lấy nửa đường thôi đó, ai cũng đổ xăng thì xe mình không có xăng thì khổ lắm các bạn. Thì thống đốc ra lệnh đó tại vì người ta sợ là nước biển sẽ dâng lên, nó làm ngập hết những vùng gần biển. Anh cũng sợ là nước là trời mưa thì nước sông, người ở trong phía trong nó nước sông, những cái nhà nào thấp á, thì có thể là bị nước tràn vô, còn những nhà nào không có thấp lắm nhưng mà nước nó lên chút á, thì là nước sẽ vô nhà. Bây giờ thành ra trước cái ngày đó, trước 2-3 ngày trước là chính phủ đã đem một từng đống cát để á, rồi cho bao luôn á, thì mình chỉ tới mình xúc đất mình bỏ vô trong cái bao của mình thôi, mình bỏ trong bao thì chỗ mình là một người là được 10 bao. Thì nếu một nhà 10 người thì mình nhà 4 người thì mình cũng được nhiều ha. Thì mình cái đó để mình có nhà trệt mà thì mình chặn nó trước cái cửa ra vô đó cho nó lên chút nhờ, là cửa sau ra vô để mà nước nó có lên chút xíu thì nó không có vô nhà mình, nó không có hư hại nhà mình. Rồi bây giờ chính phủ nói phải di tản, giờ mà hỏi di tản đi đâu? Thì trước cái ngày trước khi mà bão còn ở xa là mình đã tính toán rồi. Nếu chính phủ ra, nếu mà bảo đi tới hướng này thì chính phủ biểu đi hướng này thì mình chuẩn bị coi bạn bè nào ở đó vùng đó có không, còn nếu không có là mình đặt phòng khách sạn, khách sạn mà mình lựa khách sạn nào cho mới cất cho to cho vững á. Còn có những người mà không có tiền á thì là nó có chính phủ có cất những cái trường học đó, trường học nè, bệnh viện, thư viện là họ cất cứng lắm, họ cất vững chắc lắm, cửa sổ nhỏ xíu này kia. Thì trước khi mà hurricane tới là chính phủ declare emergency là tuyên bố là sẽ khẩn cấp, thì chính phủ đã trữ thức ăn, đã trữ nước uống, đã trữ giường bố, rồi đã cho lính quân đội National Guard tới giữ trật tự ở mấy chỗ đó, thành ra để giữ an ninh trật tự. Thì là nếu mà người không có tiền thì đi tới mấy chỗ đó ngồi, là một ngày trước khi mà bão tới thì tôi sẽ chỗ đó ngồi. Nhưng mà nếu mà chính phủ nó bây giờ phải đi evacuation, phải đi hết, thì là trước hết là mình phải tắt hết đèn, mình rút hết những cái gì công điện, máy tính máy tivi, mình phải rút điện ra hết, mình tắt cái cầu chì đi để mà có bão nó có nặng đánh xét đánh xuống hay gì thì mình không có bị hư máy của mình. Rồi cái là cửa sổ mình đóng lại, cái này là mình cửa sổ mình không có làm gỗ, nhưng mà cửa sổ mình bằng thép sắt đâu, cái là đó là cái màn sắt đó, khi nào mà mình đi hay là bão tới thì mình kéo màn sắt lại, mình khóa lại thì mình không có phải lấy gỗ mà mua gỗ bự rồi để lên cái cửa sổ, mà cái này thì màn sắt hơi mắc tiền, người ta không có nhiều tiền thì người ta chỉ lấy miếng gỗ rồi người ta dán lên thôi. Bạn thấy là cái này cứng, cái cửa sổ này là chắc là cái nó kêu là hurricane shutter, cái màn thì tới mình kéo qua những màn sắt ha. Thì lâu lâu rồi mình phải coi lại cái dưới cái đường rầy cái nó trơn này kia, mình phải chỉnh nó lại ha, mình phải coi, mình phải chăm sóc nó. Thì những cái nhà giàu này thì họ hay có cái đó cho thật chắc ăn thôi, để mỗi lần mà bão tới rồi mình phải đi mua gỗ rồi đóng vô rồi bão ra tháo ra. Mà ở đây là một năm là ba tháng bão, là có thể 8-9 trận bão, mà trận bão thì ở xa mình không biết làm sao, thành ra mỗi lần trận bão hô tới là phải để gỗ khổ lắm, thì mình mua luôn cái khởi cảnh sát cho nó chắc ăn. Cái khi mình đi là mình đem theo thì mình cũng lấy một chút xíu tiền mặt ha, vài trăm đô tiền mặt này kia, mà tiền 20 đô, chỉ 20 đô la, chỉ 10 đô la, tiền 5 đô la để mà lỡ tới chỗ mình đi mua ổn mì rồi 3 đồng mà giờ mình đưa tờ 100 thì nó họ đâu có tiền thối, hay là cái máy của họ không có chạy được, mình không có vô credit card để đem theo tiền lẻ lẻ, thì 1 đồng để mình 2 đồng để mình mua trong cái máy bán nước, thì mình đem nước, đem nấu cho trước khi đi là mình nấu cho một nồi pasta, tại pasta ăn lạnh chút cũng sao ha. Pasta trộn chút tomato hay là nấu cho một nồi cơm nguội rồi thịt kho với lại trứng, hay là mình thì mình gọn lắm á, mình chỉ ăn cơm nguội với beef jerky đủ rồi, hay là có vài hộp cá mòi rồi đem theo lại mình ăn rồi ăn đỡ ha, rồi mì ha, mì gói là một thùng mì để đó ha.
rồi mình có cái nhỏ nhỏ mà để nấu nước bằng ga đây, có gì thèm quá thì mình nấu nước nóng lên mình đổ vô cho cái mì, rồi mình tới tiệm cà phê, tiệm nào thì dọc đường họ cũng có nước nóng họ cho ha. Mình đi máy bay á, bà biết không, mình ăn đồ bay không có được á, thì mình cũng làm vậy đó, mình đem mì, đem mấy hũ mì hũ, mì hũ gì nó có hũ gì nè, cái mình lên máy bay rồi mình biểu cô chiêu đãi đổ nước nóng cho mình nè, rồi mình ăn với bếp trên kia là mình cũng có thịt chứ ăn mấy cái đồ ăn trên máy bay ăn có nổi ha, ăn đồ ăn khó ăn ăn có nổi, ăn còn đau bụng nữa. Cái đó thì bây giờ đó thì là mình cho bạn coi về cái hình mà ở Bahamas, thì Bahamas thì bảo đó mà nó nằm ở đó lâu, nằm ở cái đó cả ngày nó nghiến, nó nhai đây, nó nghiến là cái bà thành ra bị nặng, mà ở đó xứ nghèo thành ra họ cất nhà bằng gỗ ha, rồi chung quanh là nước không, chung quanh biển không, cái đảo mà thành ra nước nó lụt lên thì mà họ ngay bị bão số 5 ngay chỗ đó, mình tới đây thì nó đã xuống số 2 rồi thì mình cũng đỡ đi. Tội nghiệp mấy người đó quá, mình đi chơi bạn ơi khoai cái hình thì ở đây nhà ở đây thì chắc lắm ha, không có, mình không có sợ mấy cái đó. Tại chính phủ là từ hồi mà Hurricane bắt đầu từ 20 năm nay là cất nhà là phải đúng theo tiêu chuẩn, cái đinh nó phải mạnh chừng đó, cái gỗ phải chừng đó là nó có đúng theo chuẩn. Thành ra nhà ở Mỹ nó hơi mắc, nhất ở đây hơi mắc là vậy, tại đúng theo tiêu chuẩn. Thì chỗ mình đó là kho là bão nó đi qua rồi, không có mạnh quá, thành ra mình không có phải chạy đi. Nhưng mà chiều nay là cái chỗ phía xa hết trơn mình là họ phải chạy đi. Ở tiểu bang nó tiểu bang, hai tiểu bang cận cảnh, ba tiểu bang cận cảnh là cũng bị, mà họ thì họ đã chuẩn bị họ đi. Mà khi mà evacuation á thì là đi tới như đi tới tiểu bang nào thì ở tiểu bang đó nó đã sắp đặt quân đội của nó đã sắp đặt cảnh sát để giúp đỡ các bạn, là bạn không có phải mà tới đó rồi thì không biết ở đâu. Mà nếu mà họ có chỗ họ đón bạn, họ có cất lều cho bạn nếu bạn phải ở lâu, thì thường thời thì không có lo. Chính phủ Mỹ chuẩn bị rất là chu đáo, trên con đường di tản là có cảnh sát gác đường, canh đường cho bạn, không có bạn an ninh, có trực thăng của quân đội. Bởi vậy thành ra khi mà có bão tới thì phải kêu quân đội, tại vì quân đội nó có nhiều cái tài nguyên hơn, họ có trực thăng nhiều hơn, họ có xe tăng, họ có lính để giữ, để bảo vệ an ninh cho những người mà đi di tản. Thì là quân đội sẽ trong dọc đường mà đi di tản cho tới từng tiểu bang là có quân đội gác, rồi có trạm để họ cho nước, họ cho đồ ăn cho mấy người đi di tản. Nhưng mà mình thì khi cái nào mà người ta cho không thì đứng xếp hàng lâu lắm, mình đem của mình thì mình khỏi có phải đi xin xỏ để cho những cái tài nguyên mà đó để cho mấy người nó ít tiền hơn ha. Thành ra mình chuẩn bị của mình hết ha. Mình đem bánh, đem đủ thứ hết rồi, mấy cái đó vậy mà mấy phải giữ lại ha, giữ lại hết 3 tháng để còn hơi còn những hơi canh tới nữa, chưa hết đâu, cái này là first hurricane of the year, còn nữa. Thành ra mình cũng còn để nhà, mình mua cái nệm mà thổi phòng lên đó, rồi cũng để đó một hộp, để đó rồi mua pin, mua gì đủ thứ hết để dành để đó. Quan trọng nhất là đồ ăn cho con mèo, chứ thôi rồi hồi đó tìm bán đồ ăn đóng cửa rồi con mèo là sao nó ăn, rồi lại quan trọng nhất là nó phải mua cái đồ cổ nó chỉnh lại cho có tốt, có tên của mình này kia, để lỡ nó bị chạy nó sợ nó thất lạc thì mình biết đâu mình đi kiếm ha. Đó thì hôm nay là mình nói với bạn là mình chỉ dẫn cho các bạn là nếu có lệnh tản cư thì phải làm gì. Đừng có lo sợ, đừng có quýnh quýu, chuẩn bị chính phủ biểu làm sao thì mình làm vậy. 5 ngày trước khi hurricane tới đây là họ đã chuẩn bị cho biểu mình là đi mua nước, mua đồ ăn, mua đồ hộp ha, thì là họ đã chuẩn bị cho mình rồi. Rồi những cái tiệm bán nó cũng chứa nước, chứa đồ hộp rồi kia để mọi người cùng mua. Không uống nước được thì uống juice, uống nước trái cây thì kia là cũng có, mình mua mấy hộp trái cây hộp á để mà có gì thì mình cũng có chút trái cây mình ăn thì mấy hộp đó. Thì sau ba tháng á thì là mấy người đó họ không ăn nữa, họ không xài nữa đó, họ không ăn đồ hộp thì họ đem phải cho cái hội người nghèo, để người nghèo cho mấy người nghèo. Thì mình sẽ cập nhật cho các bạn, bây giờ đạt cái bão Dorian xuống là cấp 2, đang đi tới đi qua chỗ mình mà đi qua xa, thì mình bạn thì bạn thấy gió không, nhưng mà không có sao. Tối nay là sẽ đi tới gần North Carolina, Georgia, thì người ta di tản, nhưng mà mình nghĩ là chắc không có nặng đâu. Bão này bão nó còn nó nằm ngoài biển, nó không có vô,
nó đi dọc bờ biển như vậy. Nếu mà nó vô như vậy, nó đáp xuống như vậy là cái chỗ nào bị đáp xuống á, là bị gió, bão đông, gió bão nặng lắm á. Mà nếu mà người Mỹ nó không có lo, tại ai cũng có bảo hiểm. Nếu người nghèo không có bảo hiểm thì chính phủ sẽ giúp cho xây dựng lại. Trong mấy trận bão, trong mấy năm vừa qua là mình đã thấy đó, là chính phủ, bằng người nào có đóng bảo hiểm, phải đóng bảo hiểm. Nếu mình mượn tiền nhà băng mua thì là chính phủ, thì là nhà băng bắt mình phải đóng bảo hiểm. Còn nếu mà mình trả hết tiền rồi, mình không có tiền để mà mua bảo hiểm thì là chính phủ giúp. Vậy là nếu bay cái máy thì chính phủ sẽ cho mua cái máy. Nếu mà bể kiến, chính phủ cho tiền để mà sửa kiến. Thì cái đó là bởi vì mình thấy là mình rất là yên tâm ở trong một cái quốc gia mà chính phủ rất là lưu tâm tới người dân, chính phủ và quân đội như là rất là tốt, sắp đặt tất cả để người dân bị thiên tai thì chỉ bị thiệt hại vật chất mà không phải là không có thiệt hại người. Bạn thấy bão vô bao nhiêu người, bão vô nhiều lần chứ là không có người, những người không có bị thiệt hại nhiều về người, một hai người bị đau tim hay là một hai người gì thôi, chứ không có. Mà cái bão đây là to lắm các bạn, mà không chết người, tại chính phủ tiết trước rồi, phải làm dày đi di tản, làm sao họ tính trước di tản tới chỗ nào có thực phẩm cho ăn cho uống, này là không có để cho dân bị tổn thương. Còn cái chuyện mà vật chất thì là sau cái vụ mà sau mà bão qua rồi thì là bảo hiểm và chính phủ họ sẽ cùng nhau để mà giúp đỡ. Mình nhớ có người bạn của mình đó, ở nên mình đã lại North Dakota mà gần cái sông đó bạn, cái sông rồi cái mùa đông tuyết nó chảy nhiều quá đó, ứ nước nhiều quá cái sao bị lục thì cái nhà của ông đó là bị lục thôi, chứ không phải là hư hại, mà bị lục thì nó hư trong rồi, hư hết cái đồ trong nhà ha, vách tường là cũng hư, thì phải cần là 7-8 tháng mới làm xong. Tại vì khi mà cả một cái tỉnh bị lục đó, thì là phải chậm mới kiếm người tới làm, kiếm thợ tới làm, phải mấy tiểu bang khác phải đâm gỗ để tới đó. Thì chính phủ mới mướn mobile home, mới nhỏ nhỏ đó, những cái xe rồi có trong một cái phòng vậy đó. Thì những người nào mà vợ chồng một con hay ít như gì đó hay độc thân, thì chính phủ mướn mobile home cái để trên cái sân của người đó, bắt điện bắt nước để cho người đó ở trong đó, trong khi tạm thời chờ cái nhà bị sửa. Bạn thấy chính phủ có tốt mà không có tốn đồng nào hết. Sau khi 7-8 tháng sửa lại hết thì chính phủ đem cái mobile home đi để giúp chỗ khác. Nước Mỹ là tuyệt vời cái đó bạn, không có nước nào mà tài giỏi bằng nước Mỹ mà về cái chương trình mà phòng ngừa để cứu trợ thiên tai. Tại vì ở đâu cũng có thiên tai, chỗ này thì là bị bão, chỗ trên núi thì bị bão tuyết, chỗ đồng bằng thì bị lụt vỡ đê, chỗ nào rừng núi nhiều khi cháy rừng, thì họ đã chuẩn bị, họ sắp đặt hết để mà chuẩn bị chống lại thiên tai và giúp nạn nhân sau khi bão lụt. Xin chào các bạn, mình sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn về bão Dorian. Hôm nay là ngày thứ tư 4 tây tháng 9, bão Dorian vừa vượt qua khỏi chỗ mình, sẽ đang đi tới tiểu bang kế bên là Georgia. Xin chào các bạn, bye bye, mình sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn về chuyện đó ha.